Cầm bắp chuối dành cho xe cấp nha. Và thấy đây, cầm đẹp, nước sơ xì đẹp, cầm dinh nha. Cầm dinh là hai đầu nhỏ. Rồi bắp chuối là tại sao bắp chuối ở đây, cái cầm sào đó nó bự hơn một chút như trái bắp chuối, gọi là cái bắp chuối. Mà bộ cầm có 36 cây. Đây là cầm trước nè, đó đầu cầm nè, cầm như là hơn chục năm rồi mà đầu cầm nó còn sạch sẽ, có nghĩa là cầm tháo xe chứ còn cầm chạy nó sẽ không được vậy nha. Đó, các bạn thấy đầu cầm đẹp hết, mình cầm nó cũng đẹp hết đó. Thì đủ, ok, 1,2 triệu một bộ nha. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại. Đây số điện thoại đây. Đây số điện thoại, đây là số điện thoại. 1,2 triệu một bộ cam nha. Ok, giờ các bạn mua các bạn gặp chính chủ. Đây, chính chủ. Chính chủ bán cam. Cần mua ngoài lề đường coi chừng đồ. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi bán luôn hai con chó luôn.